Thưa quý vị, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài, đồng thời tăng thời hạn đơn phương miễn thị thực visa từ 15 ngày lên 30 ngày. Đây được xem là lá bài hiệu quả cần làm ngay để gỡ khó cho ngành du lịch. Việt Nam mở cửa du lịch từ giữa tháng 3 năm 2022. Lượng khách nước ngoài nhập cảnh tăng, tuy nhiên còn rất thấp so với trước dịch. Thậm chí không đạt được mục tiêu đã đề ra là đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. Có nhiều nguyên nhân, nhưng những vướng mắc liên quan đến visa là một cản trở lớn, làm giảm tính cạnh tranh của điểm đến. Tức là cái thời gian cấp visa tại Việt Nam đã rất là ngắn rồi, nhưng mà những cái thủ tục mà con, ví dụ như là hướng dẫn để cho khách người ta làm thủ tục thuận lợi hơn, rồi chúng ta phải cắt ngắn thêm cái thời gian mà duyệt visa nó nhanh hơn, cũng là một những cái yếu điểm của chính sách cấp visa Việt Nam cho khách nước ngoài. Đề xuất tăng thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày, thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, đồng nghĩa với việc gỡ được một trong những nút thắt chủ chốt trong việc thu hút khách du lịch đến Việt Nam. Qua đó đã nhận được sự đồng tình của hầu hết các chuyên gia cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Thế nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải có những sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, đủ sức hấp dẫn để giữ chân và thu hút du khách. Welcome, chúng ta phải hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho họ đến. Nhưng mà đến rồi chúng ta đón tiếp họ bằng gì? Chúng ta giữ họ thế nào? Chúng ta kéo dài thời gian lưu trú ra sao? Thì là một câu chuyện rất dài, rất lớn. Và cộng đồng doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước đã triển khai trong rất nhiều năm. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Cùng với nỗ lực của các điểm đến trong việc xây dựng sản phẩm hấp dẫn, lôi cuốn khách, thì một trong những mong muốn lớn nhất hiện nay của cộng đồng doanh nghiệp là những đề xuất của Bộ Công an liên quan đến thủ tục visa sớm được thông qua để triển khai trong thực tế.